có mặt tại khu vực phố Mỹ Thành, đường Hoàng Hữu Nam vào những ngày cuối tháng 12 năm 2018, nơi được coi là thủ phủ của các trạm trộn bê tông thương phẩm. Phóng viên mới thấu hiểu được nỗi thống khổ của gần 70 hộ dân tại đây khi nhiều năm qua đang phải sống chung với tình trạng bụi bẩn, tiếng ồn và nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập do các phương tiện xe bồn chở bê tông, xe chở cát sỏi, xe container gây nên. Mặc dù người dân nơi đây đã đưa đơn cầu cứu đến các cơ quan để mong được cấp trên giải quyết, nhưng đến nay sự việc đều bị rơi vào quên lãng. Bụi lắm, bụi như sương mù vậy á, bụi không thấy đường đi luôn á. Mỗi lần mà xe chạy ra chạy vô, mấy lần mà xe mới bị đổ lốp ấy, ta nói mù mịt luôn, không thấy đường luôn. Bụi quá thì khách hàng nó cũng sợ, nó đâu dám vào ăn cơm. Xe chạy cả ngày cả đêm mà, nó ngừng được chừng tiếng này tiếng hồ, và lúc 1-2 giờ sáng rồi chứ chạy suốt. Khi nào mà có công an đứng thì xe chạy chậm chậm chút mà. Khảo sát thực tế tại khu vực sản xuất bê tông hoạt động trái phép trên diện tích đất của Bộ Tư lệnh thành phố quản lý. Tại đây, cả khu phố giống như trở thành một khu công nghiệp hỗn hợp với xe cộ nhộn nhịp, bụi bay mịt mù phủ kín con đường và cây cối xung quanh. Các tuyến đường nội bộ đã bị các xe bồn, xe chở cát, sỏi, xi măng quá tải bám nát các ổ trâu, ổ voi xuất hiện ngày càng nhiều. Theo quan sát của phóng viên thì có khoảng 10 đơn vị sản xuất bê tông Lê Phan, Insi, Huy Hoàng, Công Thanh, bê tông Suam và nhiều công ty khác. Hầu hết các trạm trộn bê tông không đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy định, thế nên nước xả thải được xả trực tiếp ra môi trường. Ngoài ra, những bã bê tông thay vì vận chuyển đổ đúng nơi quy định, thì tại đây các trạm trộn bê tông đổ trực tiếp ra phía cạnh tường của khu đất. Tất cả trạm trộn bê tông không có cầu rửa xe, nên mỗi khi đi ra, kéo theo đất cát bám bụi vào lốp gây bụi bẩn khiến người dân vô cùng bức xúc. Cứ vài hôm lại có một tiếng nổ, mà nổ rất là to. Còn cái vấn đề mà bụi thì là hàng ngày là khói rất là độc hại bay sang bên đây, thế rồi tỏa ra xung quanh, rồi thì nhà máy xi măng kia là cũng đổ nước rất là độc hại, ngay như cái đường nước, đường mương cạnh đây là của nhà máy sắt đổ ra, nước thải bê tông cũng nhiều mà nước thải của nhà máy thép thì cũng rất là nhiều, nước thải nhà máy thép chảy suốt ngày luôn. Bê tông nó rất là nhiều, nó đi suốt ngày, nó đi sáng ra là đi trung tâm, mà đi rất là nhiều. Theo người dân tổ 7, nhiều năm qua các trạm trộn bê tông hoạt động gây phiền toái về môi trường và cuộc sống tới bà con, người già trẻ nhỏ và các cháu học sinh tiểu học bị ảnh hưởng trực tiếp, dẫn đến luôn bị ốm đau và mắc những căn bệnh về hô hấp. Ngoài ra, người dân thường xuyên phải đóng kín cửa để tránh bụi bởi các xe chở bê tông, cát sỏi, xe container chạy ầm ầm, phóng nhanh vượt ẩu. Tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm và được người dân ví như điểm đen giao thông mỗi khi đi qua cung đường này. Mặc dù người dân đã nhiều lần đội đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng để mong giải quyết, nhưng đến nay sự việc bị rơi vào quên lãng. Ở đây nó có cái chạm trộn bê tông, xe lớn đi ra đi vô nhiều lắm, bụi lắm. Em ở đây được là ngày nào em máy thổi ngược ra ngoài. Nhà bên cạnh người ta lắp cửa kính nhé, cái trẻ con ở nhà không được cho ở nhà. Là kiến nghị từ khi mà chưa làm đường cho tới bây giờ cũng vậy rồi, cũng là gần 20 năm nay bà con kiến nghị về cái hãng bên trong đó. Bao nhiêu lần tiếp xúc hội đồng nhân dân của quận cũng có đề nghị mấy cái vấn đề này lên, nhưng mà cũng thấy im ru. Đơn cũng có mà kiến nghị cũng có, yêu cầu dân đây đưa lên cũng nhiều lắm. Ăn thua. Mong làm sao mà ở cấp lãnh đạo là cái nhìn là dẹp cái hãm bê tông là một, cái hãm nhất là hai, và cái sườn sắt là ba, để cho bà con đây được có cuộc sống, nó được yên ổn và nó không bị ô nhiễm môi trường. Bà con kêu là đã ảnh hưởng, bây giờ ảnh hưởng là gì, là bụi bặm là ta chịu không nổi là nữa à. Bị phổi, bị giấy và trước mắt như vậy thôi, còn mai mốt mà bị cái gì nữa mình con không có biết. Từ ở tổ lên khu phố, rồi họp toàn dân nó cũng ý kiến, rồi ở khu phố rồi báo phường. Ở phường là báo tiếp xúc cử tri, rồi bắt đầu cũng im luôn, thì từ từ làm sao tháng 2 làm sao tụi em vô. Sự vô trách nhiệm của các cấp chính quyền nơi đây khiến người dân nghèo hàng ngày vẫn phải sống chung với ô nhiễm, khí thải độc hại. Phải chăng lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận 9 đang đặt lợi ích phát triển kinh tế lên hàng đầu mà coi nhẹ vấn đề môi trường sống và tính mạng của người dân nơi đây? Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc thanh kiểm tra,
làm rõ và đưa ra biện pháp xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm về luật bảo vệ môi trường. Có như vậy, người dân khu vực Phú Mỹ Thành, đường Hoàng Hữu Nam mới được hưởng môi trường trong lành và cuộc sống an yên. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin tới các bạn trong những bài tiếp theo.